nhân dân ở đây có thói quen sinh nở về chiều. Bởi vì khi màn đêm buông xuống, nước biển dâng lên, sinh hoạt hầu như không có. Chuyện cần làm là hai vợ chồng đóng cửa lại, văng mùng ra tìm cách có con, không còn chuyện gì khác để làm. Vì vậy cho nên chúng ta đang đến với một nơi mà chạy được 5 phút đầu chúng ta sẽ thấy được quận Cam, Orange County của Mỹ. Đi được 5 phút kế tiếp chúng ta sẽ thấy được hòn đảo Honolulu của Hawaii. Và hiện nay chúng tôi đang chạy tới 5 phút cuối. Miami. Hiện nay đang ở đây là Miami. Tên thì là Miami nhưng giờ thì hơi giống Mũi Né. Dạ vâng. London đó kìa. London. Hiện nay chúng tôi cũng đang London, không biết chừng nào mới tới casino. Trước mặt là casino quý vị. Hú hồn luôn. Hình thường ở Sydney có nhà hát con sò, thì ở đây casino chúng tôi hình con đuông dừa. Rất cao, rất tròn. Sao hướng dẫn viên du lịch gì đâu mà không nói gì hết trơn, rồi đưa cho tôi nói xong rồi cầm cái máy quay người ta. Bà Lâm quay lại kìa. Đâu rồi Lâm? Nói gì nói đi. Mời quý vị và các bạn sẽ đến với phần văn nghệ. Chúng ta sẽ được lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thanh Hà. Chết mẹ vô luôn. Với nhạc phẩm mới nhất hiện nay đang đình đám và hit của chị, bài Ba Nén Hương Trầm. Ít mặt vô tường luôn. Cái bài đó là sắp sửa tung ra vào dịp Du Lan tháng 7 sắp tới. Tung ngay đúng ngày 2 ngày cúng cô hồn đầu tháng. Trời ơi trời. Và chúng ta sẽ đến với phần giải lao. Trong 5 phút này chúng ta sẽ giao lưu, đặt câu hỏi và nhận tiền tài trợ từ MC Kỳ Duyên. Câu hỏi đầu tiên. Tôi đang có câu hỏi. Đây vô. Tôi đang có câu hỏi muốn hỏi cậu nè. Lúc nãy á thì tôi nói là thôi em lên em mở đầu một màn với chị. À chị, người ta trả tiền em để làm hài chứ không ai không không sát chị Việt Nam của em không có làm MC. Ủa giờ ai trả tiền cho cậu làm tour guide trên này? Hả? Tại sao trên này nói tùng lum hết mà lúc nãy tôi nhờ nói kia còn mày đặt? Câu trả lời. Nếu lên đây không làm nó vui, mai nó bỏ khách sạn là chết. Mình phải làm cho nó vui để mai nó cho mình sống chứ. Mai nó đẩy mình tới shopping chứ, đúng không? Chứ qua Úc mà ngồi khách sạn không nhìn biển, không là chết đó, là chiều hai vợ chồng đẻ nữa. Đâu được. Em có vợ em còn có vụ đẻ, chị ngủ với mình còn cái vụ đó cũng không có luôn nè. Em nói chị nghe, nếu mà mình không làm được gì chị hãy nói em. Ở đoàn này luôn luôn có hai người đàn ông mạnh mẽ, một là Lê Dương Bảo Lâm, hai là anh Đức, chị muốn lựa ai chưa? Hàng không thiếu, do chị kén chọn thôi. Nha, chị phải tin tưởng như vậy. Quyên Linh mà nó nghe tên nó ngủ luôn kìa. Đâu rồi? Quyên Linh đâu? Nó nghe duy nhất trong đoàn nó ngủ luôn. Quyên Linh. Không có sự lựa chọn khác. Không có sự lựa chọn khác. Rồi, tiếp câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là chừng nào tới? Tao thấy cái nhà trước mặt mà chạy hoài không tới. Cái gì mà lắm dễ sợ. Quá trời. Tới chưa hay không? Tới rồi, chỉ xíu nữa, 20 phút nữa. Quay cái gì vậy? Đây là Pacific Fair hay là cái shopping lớn hải? Đúng rồi, Pacific Fair. Ở đây thì nó có Louis Vuitton, Gucci, tất cả những cái shop mà lớn nhất thế giới là Salvatore hay là Burberry hay là Hermes. Mà tiền không có anh ơi. Quan trọng có shop mà không có tiền mới chết chứ.